Trước khi xem video này, bạn đừng quên bấm nút đăng ký kênh và sau đó bấm vào biểu tượng chuông để theo dõi những video mới nhất trên VMT Doctor. Chào bạn thân mến, viêm âm đạo khi mang thai khiến các mẹ lo lắng không yên. Đến với câu hỏi của bạn Kim Anh, bạn đang mang thai 36 tuần, bạn lo lắng không biết liệu viêm âm đạo có sinh thường được không? Có chung thắc mắc, bạn Khánh Trang sống tại Hà Nội bày tỏ lo lắng. Thưa bác sĩ, em đang mang thai ở tháng thứ 5 và hiện tại em đang bị viêm nhiễm âm đạo. Tìm hiểu thì em được biết viêm nhiễm tại âm đạo có thể lây lan sang con nếu sinh thường. Mong bác sĩ tư vấn giúp em. Viêm âm đạo nên sinh thường hay sinh mổ? Xin cảm ơn bác sĩ. Bạn thân mến, trong quá trình mang thai, những thay đổi của cơ thể để thích nghi với sự phát triển của thai nhi khiến các mẹ bầu trở thành đối tượng dễ bị viêm nhiễm. Tình trạng viêm nhiễm này không chỉ khiến các mẹ chịu nhiều khó chịu, bất tiện mà còn gây ra những ảnh hưởng đến thai nhi trong thai kỳ và khi sinh nở. Câu hỏi, mẹ bầu bị viêm âm đạo có sinh thường được không? Viêm âm đạo khi mang thai có thể gây ra các biến chứng thai nhi nguy hiểm như sảy thai trong những tháng đầu, sinh non những tháng cuối, thai nhi chậm phát triển ngay từ trong bụng mẹ, lây lan viêm nhiễm sang con qua quá trình sinh thường. Thực tế, những biến chứng này rất nguy hiểm và đã khiến không ít thai phụ chịu những hậu quả nặng nề. Vì vậy, trong quá trình khám thai định kỳ, bác sĩ sẽ đưa ra tư vấn về phương pháp sinh cho chị em. Viêm nhiễm âm đạo có thể sinh thường được, cần căn cứ vào những yếu tố sau. Về trường hợp bị viêm âm đạo có thể sinh thường được, một số chị em khi có bầu bị viêm nhiễm âm đạo, nếu được chữa trị sớm và triệt để ngay khi bệnh nhẹ, có thể sinh thường an toàn. Cụ thể, viêm âm đạo dạng nhẹ và mới chớm. Trường hợp trong tháng cuối cùng gần đến ngày sinh, mẹ bầu gặp phải tình trạng viêm nhiễm dạng nhẹ, vi khuẩn và mầm bệnh chưa gây ra những triệu chứng nghiêm trọng, mẹ bầu có thể sinh thường. Trong quá trình sinh thường, các bác sĩ sẽ áp dụng biện pháp sát khuẩn chuyên biệt giúp mầm bệnh viêm nhiễm không thể lây lan sang trẻ. Một trường hợp nữa bạn có thể sinh thường an toàn là khi viêm nhiễm được chữa trị gần như triệt để, thì bạn không cần phải lo lắng viêm âm đạo có sinh thường được không nữa. Trường hợp viêm âm đạo khi mang thai không được sinh thường, phải chỉ định sinh mổ, thuộc các trường hợp sau. Viêm âm đạo mãn tính dạng nặng. Viêm âm đạo sinh thường được không phụ thuộc vào mức độ bệnh. Nếu thai phụ bị viêm nhiễm dạng nặng, các triệu chứng viêm nhiễm nghiêm trọng, mật độ vi khuẩn, nấm và mầm bệnh tồn tại trong âm đạo nhiều, bác sĩ sẽ chỉ định sinh mổ. Vì nếu sinh thường, có thể dẫn đến viêm kết mạc mắt, viêm da, viêm đường hô hấp, viêm nhiễm âm đạo ở trẻ sơ sinh do tiếp xúc với các tác nhân gây bệnh tại cầu mình của mẹ. Trường hợp viêm nhiễm không được điều trị triệt để, bác sĩ sẽ khuyên bạn nên sinh mổ vì trường hợp này mầm bệnh vẫn còn và có thể tái phát bất cứ lúc nào. Tình trạng này có thể gây biến chứng thai nhi nguy hiểm, trong đó có sinh non và lây lan mầm bệnh sang con trong quá trình sinh thường. Thông thường, đối với các trường hợp viêm âm đạo khi mang thai sẽ được chỉ định sinh mổ để tránh lây lan mầm bệnh sang con. Làm thế nào để mang thai và sinh nở thuận lợi? Để mang thai và sinh nở thuận lợi, tránh những đau đớn khi phải sinh mổ, chị em nên chú ý một số lời khuyên sau. Bạn nên thăm khám phụ khoa để chắc chắn có một sức khỏe sinh sản tốt, không mắc viêm nhiễm trước khi mang thai. Mang thai khi sức khỏe sinh sản tốt là giúp bạn không phải lo lắng về việc viêm âm đạo có sinh thường được không nữa. Trong suốt thai kỳ, cần tuân thủ lịch khám thai và kết hợp khám phụ khoa tại cơ sở y tế uy tín để phát hiện, chữa trị viêm âm đạo cũng như các vấn đề bất thường khác, tránh những ảnh hưởng xấu đến thai nhi. Đồng thời khám thai định kỳ, bác sĩ sẽ giúp bạn lựa chọn được phương pháp sinh an toàn nhất với sức khỏe và tình trạng thai nhi. Khi nhận thấy các biểu hiện bệnh thì cần phải thăm khám và chữa trị triệt để, đảm bảo khả năng sinh thường. Có chế độ ăn uống sinh hoạt điều độ, vệ sinh vùng kín sạch sẽ và đúng cách theo hướng dẫn của bác sĩ, giữ tinh thần thoải mái để hỗ trợ chữa trị, phòng tránh viêm âm đạo khi mang thai, phòng tránh tái phát. Trường hợp của bạn Trang, để biết viêm âm đạo có sinh thường được hay không, bạn nên chủ động thăm khám và chữa trị bệnh viêm âm đạo khi mang thai hiệu quả tại các cơ sở y tế uy tín để có thể sinh nở an toàn. Việc chậm trễ khám chữa không chỉ ảnh hưởng đến quá trình sinh thường mà còn dẫn đến nhiều biến chứng thai nhi nguy hiểm. Cuối cùng, VMT Doctor chúc bạn có một sức khỏe tốt để làm tốt thiên chức của mình.
Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.